10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học sẽ giúp cho các bạn các bước để xin visa du học Úc là như thế nào, và dựa vào cái trình độ học vấn cũng như là bằng cấp hay là kinh nghiệm làm việc cũng như là khả năng được nhà trường chấp nhận vào học và tình hình tài chính của bạn thì nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương sẽ giúp cho các bạn đi đến một cái quyết định là phù hợp nhất, và bạn sẽ được nhân viên tư vấn hướng dẫn về toàn bộ chi tiết các thủ tục làm cần làm trước khi mà nộp hồ sơ visa và cái khả năng đáp ứng các yêu cầu visa cũng như là được các nhân viên tư vấn xem xét và trao đổi cùng với bạn. Và những hồ sơ nhập học thì thành công thì sẽ được gửi cái thư mời nhập học, và cái thư mời nhập học này và thư mời nhập học có thể là cái thư điều kiện hoặc là không có điều kiện, và thời gian dự kiến để hoàn tất cái thủ tục này thì cho cái hồ sơ xin nhập học thông thường đó là đối với cái hồ sơ đại học thì các bạn sẽ mất từ 3 đến 6 tuần và từ 4 đến 6 tuần đối với hồ sơ sau đại học với cái hình thức học đó là tín chỉ, và 6 đến 8 tuần thì đối với hồ sơ là các bạn là khi apply vào chương trình sau đại học với hình thức là nghiên cứu, và từ 1 đến 2 tuần đối với hồ sơ cao đẳng, trung học hay là dự bị đại học. Thanh toán tiền học phí của học kỳ đầu tiên và mua bảo hiểm y tế là bắt buộc dành cho du học sinh, và hình thức thanh toán đó là bằng cái điện chuyển tiền hoặc là bằng hối phiếu do ngoại tệ và được tính là bằng đô la Úc. Và để được xác nhận nhập học chính thức của trường thì Tân Đại Dương sẽ chuyển cho trường cái hối phiếu hoặc là cái điện chuyển tiền này cùng với cái giấy đồng ý nhập học của bạn, và trường sẽ gửi đến COE để chính xác là cái việc là xác thực cái việc nhập học của bạn cũng như là cái học phí là bạn đã đóng. Và COE thì thường được trường gửi về trong vòng là từ 1 đến 3 ngày. Và khi nộp hồ sơ xin visa thì nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho bạn là khám sức khỏe tại phòng khám chỉ định bởi cái chính phủ Úc, và việc cái kết quả mà khám sức khỏe của bạn thì sẽ được phòng khám chuyển trực tiếp tới văn phòng visa Úc. Với cái sự hướng dẫn của các nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương thì bạn sẽ hoàn tất cũng như là điền các mẫu đơn xin visa và chuẩn bị tốt các giấy tờ theo yêu cầu của lãnh sự, và bạn phải thanh toán cái lệ phí visa. Lệ phí này thì không hoàn lại khi mà bạn nộp mà cái visa, khi bạn nộp hồ sơ xin visa tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ và được điều hành bởi tổ chức di dân quốc tế. Và lệ phí xin visa và phí dịch vụ của tổ chức di dân quốc tế này thì được thanh toán bằng hình thức đó là tiền mặt và được đóng bằng tiền Việt Nam đồng. Hồ sơ xin visa thì xem xét là thường là trong khoảng thời gian thì từ 4 đến 8 tuần tùy thuộc vào các bậc học của bạn. Sau khi bạn đã nhận được cái visa du học thì bạn sẽ thu xếp là mua vé máy bay và đổi ngoại tệ. Bạn nên cho nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương biết về cái thông tin chuyến bay của bạn để chúng tôi có thể là cung cấp cho bạn những cái thông tin về chỗ ở tại trường hoặc là bên ngoài trường để các bạn có thể là lựa chọn. Và để được hỗ trợ tốt hơn thì các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp về số 0838484879 hoặc cũng có thể là liên hệ trực tiếp theo địa chỉ đó là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đình, quận Nhất. Thông tin về trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn.